Ong đuốc là một tai nạn nguy hiểm cần cấp cứu ngay vì có thể gây ảnh hưởng đến tính mạng con người do nọc độc của ong. Không ít trường hợp nạn nhân bị ong đuốc nhập viện tuyến trung ương trong tình trạng suy tim, suy hô hấp và sốc phản vệ. Và hôm nay chương trình đã gặp anh Võ Văn Quốc, người đã từng bị ong vò vẽ đốt hơn 20 mũi, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của anh trong thời gian đó. Cách đây cũng là 5 năm thì mình đi lên một con đường thì hai bên rất là nhiều cỏ và cây cối, thì có một anh ảnh đang chặt khóa trong đó, thì mình không có để ý là trong đó có ong. Mình cứ đi thì tự nhiên có một con ong nó bay vô ngay chỗ gái tay mình, nó chích một cái, mình hoảng hồn quá, mình tưởng là chắc là có một con, mình chạy, thì lúc đó mình càng chạy thì nó thấy mình càng hoạt động, mà càng hoạt động thì nó càng nhiều đó, nên lúc đó quýnh hết rồi, không biết làm sao nữa, là nó hết chạy nổi luôn nữa, cái bắt đầu té xuống, thì lúc đó ong nó bu lên, mình chỉ la không không vậy thôi, mình cứ nói là ai cứu con giới, cứu con giới. Thì lúc đó thì cái anh đó đang chặt cây, ảnh nghe được thì ảnh chạy lại, ảnh cứu mình, thì ảnh cứu mình trong tư thế là ảnh đang mặc áo mưa, anh chạy lại anh lôi mình ra. Thì lúc đó mình sưng húp, mình không có nói được cái gì hết trơn, mình có ngọng mình nói thôi. Thì lúc đó ảnh lôi mình đi thì mình cũng gắng lấy cái giò mình bường thôi, chứ thật sự là nó sưng húp luôn, không có thể nào mà di chuyển nổi. Ong đốt nó có nguy hiểm hay không? Ong đốt thực sự rất nguy hiểm và có thể gây tử vong nhanh chóng, tính bằng phút, có thể là từ 10 đến 30 phút có thể tử vong ngay. Tại sao như vậy? Tại vì ong đốt nó có thể gây sốc phản vệ, đó là do cơ thể chúng ta dị ứng một cách mãnh liệt đối với lại cái nọc ong và có thể gây suy hô hấp cấp, nghẹt thở và tử vong ngay. Ngoài ra cái phản ứng dị ứng đó nó có thể gây giãn mạch và thoát mạch ra, tụt huyết áp và chúng ta tử vong. Trong tình huống chúng ta gặp và bị ong đốt thì chúng ta phải xử lý như thế nào? Thứ nhất là chúng ta phải nhanh chóng cách ly, làm sao để tránh bị ong đốt càng nhiều càng tốt. Cách cách ly là chúng ta kiếm quần áo, kiếm những cái vật dụng xung quanh để chùm kín cơ thể của chúng ta lại. Đặc biệt là chùm kín những cái phần gần mặt của chúng ta như phần đầu, mặt, cổ, vì những vùng đó rất là dễ bị chèn ép đường thở khi nó sưng phù nề lên. Ngoài ra chúng ta còn tránh cái cách là chúng ta dùng cây xung quanh để mà xua đuổi ong, vì làm như vậy ong sẽ càng tấn công chúng ta nhiều hơn. Trong trường hợp chúng ta biết bơi và chúng ta nhìn thấy cái ao nước thì đây là một cái cách để chúng ta có thể nhảy xuống và chúng ta tránh được cái hiện tượng ong đốt. Cảm giác lúc đó nó không còn đau nữa, giống y hệt mà một cái thuốc tê mà chích vô con người mình ấy. Có nghĩa là nó sưng, có nghĩa là mình cái thịt mình nó va chạm với đất mà mình tưởng tượng như là mình không có còn biết cái gì nữa hết. Đó. Thì ảnh cứ lôi mình, lôi chừng nào mà không còn thấy ong nữa thì ảnh mới để cho mình nằm xuống ngay chỗ đó. Thì lúc đó ảnh mới dùng ba cái đồ, ví dụ như lá cây, ảnh phủ sát lên tay của mình. Đó. Thì lúc đó ảnh chỉ kêu người là dài phụ đưa chuyển mình đi thôi, chứ mình cũng không biết nói gì, trong mình cứ nằm mình nhìn ảnh vậy, nhưng mà mình không có nói được, tại vì cái miệng mình nó sưng, hai bên má nó cứng ngắc hết trơn. Đó, chuyển lên nhà, lên bác sĩ, thì lúc đó mình không còn biết gì nữa hết. Khi đã cách ly được nguồn ong rồi thì chúng ta nhanh chóng đưa bệnh nhân, cho bệnh nhân nằm đầu thấp và đưa cao chân, và chúng ta nhớ là không được xoa bất kỳ cái gì lên da hết, tại vì lúc này những cái nọc ong nó còn dính trên tay, khi chúng ta xoa thì cái nọc nó sẽ lan rộng, ngày càng rộng hơn. Những cái nọc mà nó chưa phóng ra, bây giờ nếu mà chúng ta sát trùng, chúng ta xoa nhiều thì nọc nó càng phát ra nhiều hơn. Nhiệm vụ của chúng ta bây giờ chỉ là trấn an nạn nhân. Trong tình huống chúng ta gặp nạn nhân và nạn nhân đã bất tỉnh và chúng ta thấy không thở, chúng ta rờ trên ngực trái thấy tim không đập, chúng ta bắt mạch nạn nhân ở cổ và ở tay không thấy mạch đập, lúc này nạn nhân đã bị ngưng tim. Lúc này chúng ta phải cần nhồi tim để cứu nạn nhân. Chúng ta chậm hai tay lại với nhau như thế này và đặt chính giữa ngực của nạn nhân, ngay ngang vùng vú, và dùng tay ấn mạnh vào ngực nạn nhân. Chúng ta ấn 5 lần. Chúng ta ấn càng nhanh càng tốt. Chúng ta ấn càng nhanh càng tốt để cứu nạn nhân. Và nếu có một người, chúng ta phải gọi trợ giúp để đưa nạn nhân nhanh chóng đến cơ sở y tế để được cấp cứu, cứu mạng cho nạn nhân.
Trong thời điểm đó chúng ta tiếp tục nhấn tim, nhồi tim. Khi mà trên đường đi thì chúng ta thấy được những cái gai ong nó nằm trên tay nạn nhân thì chúng ta không được xoa bóp trên đó mà chúng ta dùng những cái vật nhọn, chẳng hạn như là những cái nhíp như thế này. Chúng ta sẽ cố gắng nhổ ra cho nạn nhân. Chúng ta lấy đi những cái độc ong càng nhanh càng tốt, càng nhiều càng tốt để làm hạn chế cái sự phát tán của độc ong trong cơ thể của nạn nhân. Đó là cách sơ cứu tốt nhất và nhanh nhất. Năm ngày thì bác sĩ truyền nước biển rất là nhiều lên người mình. Thì lúc đó là chỉ có gia đình mới biết là như thế nào thôi, chứ mình lúc đó mình không còn biết nữa, tại vì mình coi như là mình giống như mình chết, nói chung là chết luôn rồi đó. Có nghĩa là không còn biết là mình ở trên người mình là cái gì ở trên đó là như thế nào, và sưng đồ mình không còn biết nữa. Mình sống lại thì mình nghe kể lại ba cha mẹ mình kể lại, trời ơi dữ lắm, có nghĩa là bên người không còn cái chỗ nào mà không ghim nước biển hết. Nó kinh khủng lắm, có nghĩa là ong nồi dẻ chết rất là kinh khủng. Ong đốt là một tai nạn nguy hiểm, vì vậy cần lưu ý phòng ngừa ong tấn công. Tuyệt đối tránh tiếp xúc với ong nếu không cần thiết, không chọc phá tổ ong. Thường xuyên vệ sinh, phát quang bụi rậm quanh nhà vì ong thường làm tổ ở nơi lộ thiên, trên những cành cây hay bụi cây quanh nhà. Khi đi vào rừng, đi dã ngoại, không nên mặc quần áo màu sặc sỡ. Không dùng nước hoa, dầu gội đầu, các mỹ phẩm có mùi thơm và ngọt sẽ thu hút ong. Không nên đi chân đất, không mặc quần áo quá rộng. Nên đội mũ, đi găng tay, mặc quần áo dày và kín khi cần có việc ra ngoài đồng, vườn hoặc rừng để tránh côn trùng đốt, nhất là ong.